chào tất cả các em Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình Thầy tên là Nguyễn Hà Minh Thuận Giáo viên trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận 7 Hôm nay thầy rất vui vì được đồng hành cùng cái các em Trong môn tiếng Việt lớp 5 Trước khi vào tiết học Các em cần chuẩn bị Sách tiếng Việt 5 tập 2 Bút, thước, vở hoặc sổ tay Để ghi chép những nội dung cơ bản của bài học Ngoài ra các em cần ngồi học ngay ngắn ở nơi có đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình TV, tập trung nghe thầy giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Trong tiết học ngày hôm nay, để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra cuối kỳ 2 sắp tới, thầy sẽ hệ thống lại cho các em một số kiến thức cơ bản về phân môn tập đọc cũng như luyện từ và câu của tiết 1 và tiết 2 tuần 35. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần thứ nhất đó là phần tập đọc. Các em còn nhớ ở tuần 29 và tuần 30, các em đã học chủ điểm nào không? À, đó là chủ điểm nam và nữ. Trong chủ điểm này, các em cần lưu ý mình có 3 bài tập đọc. Một là một phụ đám tàu, hai là bài con gái và ba là bài tà áo dài Việt Nam hôm nay thầy trò chúng ta sẽ ôn lại bài tập đọc con gái các em cần lưu ý khi đọc một bài tập đọc các em cần chú ý cho thầy thứ nhất là về giọng đọc ở bài này các em cần đọc giọng kể thủ thủy tâm tình tuy nhiên với từng câu nói thì các em phải thể hiện ở những sắc thái giọng đọc khác nhau đó là câu nói của dì hạnh khi mẹ sinh em gái Thì đọc kéo dài giọng Ý chán nản Câu nói của mẹ mơ Giọng âu yếm Lời đáp của mơ Giọng hồn nhiên Chân thật Đoạn mơ cứu em hoang Thì đọc nhanh Giọng gấp gáp Lời khen mơ của dì Hạnh Thì đọc với giọng vui Và tự hào Các em hãy cố gắng đọc đúng Để chúng ta thể hiện được sắc thái Giọng đọc cho tốt Tiếp theo Chúng ta cùng đến với cách luyện đọc một câu dài. Trên màn hình các em thấy có hai câu dài. Vậy, với câu dài thì chúng ta cần phải ngắt nghỉ hơi như thế nào? Thầy mời các em cùng đọc theo thầy nhé. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Tan học, các bạn trai còn mãi đá bóng thì mơ đã về cậm cuội tưới rau rồi chẻ củi nấu cơm giúp mẹ các em thấy đấy chúng ta đọc tốt câu dài rồi thì với một đoạn văn các em cần phải nhấn giọng như thế nào thầy sẽ giúp các em cùng luyện đọc lại ở đoạn văn này các em cần lưu ý nhấn giọng ở những từ ngữ diễn tả nỗi xúc động của bố mẹ mơ và niềm vui niềm tự hào của dì hạnh các em cùng đọc theo thầy nào tối đó bố về bố ôm mơ chặt đến ngợp thở Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi Chắc là em khen chị mơ giỏi đấy Dì Hạnh nói Giọng đầy tự hào Biết cháu tôi chưa Con gái như nó Thì 100 đứa con trai cũng không bằng À như vậy thì Qua hoạt động vừa rồi Các em đã được luyện đọc lại Một đoạn văn biết cách nhấn giọng thế các em có nhớ nội dung bài là gì không thầy mời các em đến với một trò chơi sau đây đó là trò chơi đuổi hình bắt chữ ở đây thầy có bốn bông hoa dưới mỗi bông hoa là một câu hỏi các em sẽ tìm câu trả lời để chúng ta tìm ra nội dung bài nào chúng ta bắt đầu nào bông hoa đầu tiên với câu hỏi như sau gia đình mơ có bao nhiêu người một hai người hai ba người ba bốn người và bốn là năm người các em chọn đáp án nào và đây là đáp án của thầy gia đình mơ có năm người đó là bố mẹ dì hạnh mơ và em gái với bông hoa ly thì câu hỏi là gì thầy mời các em đến với câu hỏi thứ hai nhé Những ai trong gia đình mơ có tư tưởng xem thường con gái? Một, bố và mẹ. Hai, dì hạnh. Ba, mơ và bốn là em gái mơ. Các em suy nghĩ 5 giây để tìm đáp án. À, chắc hẳn các em đã nhận ra câu trả lời rồi, đúng không nào? Ở đây, những người trong gia đình mơ có tư tưởng xem thường con gái là bố và mẹ, dì hạnh. chúng ta cùng đến với hoa sen câu hỏi là gì các em đó là tất cả những việc mơ làm dưới đây chứng tỏ điều gì ở lớp mơ luôn là học sinh giỏi đi học về mơ tưới rau chẻ củi nấu cơm giúp mẹ trong khi các bạn trai còn mãi đá bóng bố đi công tác mẹ mới sinh em bé mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ mơ dũng cảm lao xuống ngồi nước để cứu hoang các em hãy chọn ý đúng nhất a mơ thua hẳn các bạn trai b mơ chỉ bằng các bạn trai c mơ hơn hẳn các bạn trai và d mơ không thua gì các bạn trai các em hãy xem lại câu hỏi và tìm câu trả lời đúng nhất nhé câu trả lời đúng nhất trong bốn câu đó là tất cả những việc mơ làm chứng tỏ mơ không thua gì các bạn trai chúng ta cùng đến với bông hoa cuối cùng là hoa dạ quỳ. Từ những việc mơ làm, mọi người trong gia đình đã thay đổi quan niệm về con gái. Chi tiết nào nói lên điều đó? Các em thử suy nghĩ thử xem. Chúng ta chọn được chi tiết nào nhé? À, và đây là đáp án của thầy. Mọi người thay đổi quan niệm về con gái. Đầu tiên là bố ôm mơ chặt đến ngợp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt Dì Hạnh nói Biết cháu tôi chưa Con gái như nó thì 100 đứa con trai cũng không bằng À như vậy chúng ta thấy Mọi người đã thay đổi quan điểm Và câu trả lời mà chúng ta vừa tìm hiểu Cũng nói lên điều đó Vậy nội dung bài là gì các em? Bài con gái phê phán quan niệm lạc hậu Trọng nam khinh nữ khen ngợi cô bé mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái. Các em thấy đấy, ngày nay xã hội ta ngày càng phát triển, nam và nữ đều bình đẳng trong các công việc. Sinh em bé trai hay em bé gái đều đáng quý cả. Quan trọng rằng đứa con ấy phải ngoan ngoãn, hiếu thảo và biết sống có ích cho bản thân gia đình và xã hội. Thầy hy vọng các em sẽ học được những điều hay từ bài con gái. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung cũng như cách đọc bài tập đọc con gái. Các em hãy vận dụng cách ôm mà thầy vừa hướng dẫn để thực hiện với hai bài còn lại các em nhé. Sau đây chúng ta cùng bước sang phần ôn luyện thứ hai đó là phần ôn về luyện từ và câu. Các em biết không? khi chúng ta muốn kể, tả hay giới thiệu về một sự việc, một sự vật hoặc chúng ta muốn giới thiệu, nêu ý kiến, tâm tư, tình cảm về một ai đó thì chúng ta phải dùng đến câu kể. Vậy các em có nhớ các kiểu câu kể mình đã học là gì không? Thầy mời các em cùng hướng mắt lên màn hình. Thầy xin giới thiệu lại với các em các kiểu câu kể như sau. Một là ai làm gì? Hai ai thế nào và ba là ai là gì mỗi câu kể đều có chủ ngữ và vị ngữ nhưng để đặt câu hỏi tìm chủ ngữ vị ngữ cũng như xác định từ loại làm chủ ngữ vị ngữ thì các em cần phải nhớ lại từng kiểu câu một thầy sẽ hướng dẫn với các em từng phần đầu tiên chúng ta đến với câu kể ai làm gì trong câu kể ai làm gì các em lưu ý chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai cái gì còn gì và chủ ngữ được cấu tạo bởi danh từ cụm danh từ hoặc đại từ thế còn vị ngữ thì sao trong kiểu câu kể ai làm gì này vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì và vị ngữ sẽ do động từ hoặc cụm động từ tạo thành mời các em cùng xem qua ví dụ sau đây Ví dụ 1. Nam đá bóng. Nam là danh từ làm vị ngữ trong câu trả lời cho câu hỏi ai đã bóng. Cụm từ đá bóng là cụm động từ làm vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi nam làm gì. Chúng ta đến với ví dụ thứ hai. Tôi chạy bộ. Trong ví dụ này tôi là đại từ làm chủ ngữ và trả lời cho câu hỏi ai chạy bộ từ chạy bộ là động từ làm vị ngữ và trả lời cho câu hỏi tôi làm gì như vậy các em vừa xem qua kiểu câu ai làm gì thế còn kiểu câu ai thế nào có cấu tạo như như sao các em chú ý chủ ngữ của kiểu câu ai thế nào trả lời cho câu hỏi ai cái gì con gì? Về mặt cấu tạo thì do danh từ, cụm danh từ và đại từ tạo thành. Còn vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào? Và vị ngữ thường do tính từ hoặc cụm tính từ, động từ hoặc cụm động từ tạo thành. Mời các em cùng đến với ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Con sóc nhanh nhẹn. con sóc là danh từ làm chủ ngữ trả lời cho câu hỏi con gì nhanh nhẹn nhanh nhẹn là tính từ làm vị ngữ và sẽ trả lời cho câu hỏi con sóc thế nào chúng ta sang ví dụ thứ hai cánh diều bay cao trong câu này từ cánh diều là danh từ làm chủ ngữ trả lời cho câu hỏi cái gì bay cao từ bay cao là một cụm động từ làm vị ngữ và trả lời cho câu hỏi thế nào chúng ta vừa tìm hiểu xong hai kiểu câu thế còn kiểu câu thứ ba thì sao đó là kiểu câu ai là gì trong kiểu câu này các em lưu ý chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai cái gì còn gì và do danh từ cụm danh từ hoặc đại từ tạo thành còn vị ngữ thì trả lời cho câu hỏi là gì và thường được cấu tạo là kết hợp với một danh từ hoặc một cụm danh từ. Chúng ta xem qua ví dụ nhé. Ví dụ 1: Minh là lớp trưởng. Trong ví dụ này, Minh là danh từ làm chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai là lớp trưởng. Là lớp trưởng là vị ngữ, trong đó từ lớp trưởng là danh từ làm vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi Minh là gì? Ví dụ thứ hai, tớ là thủ môn của đội bóng. Trong ví dụ này, tớ là đại từ làm chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai là thủ môn của đội bóng. Và cụm từ là thủ môn của đội bóng là một cụm danh từ làm vị ngữ trả lời cho câu hỏi tớ là gì. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu và ôm lại ba kiểu câu kể. Vậy các em có nhận ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa ba kiểu câu hay không thầy mời các em hãy đến với bản tổng kết sau đây đầu tiên các em hãy nhìn vào phần câu hỏi để đặt câu hỏi cho phần chủ ngữ các em lưu ý tất cả ba kiểu câu đều giống nhau trả lời cho câu hỏi ai cái gì còn gì về mặt cấu tạo của chủ ngữ cả ba kiểu câu cũng giống nhau đó là do danh từ cụm danh từ hoặc đại từ tạo thành thế còn vị ngữ mời các em đến với phần câu hỏi đó là nếu như câu hỏi nằm trong mẫu câu ai làm gì thì câu hỏi phải đặt là làm gì câu thứ hai đó là câu kể ai thế nào thì câu hỏi sẽ đặt là thế nào và mẫu câu thứ ba là mẫu câu ai là gì sẽ đặt câu hỏi cho vị ngữ là là gì như vậy cách đặt câu hỏi ở ba kiểu câu đều khác nhau các em ạ à. thế còn cấu tạo thì như thế nào về mặt cấu tạo vị ngữ các em lưu ý ở kiểu câu ai làm gì thì vị ngữ do động từ cộng động từ tạo thành mẫu câu ai thế nào vị ngữ do tính từ cụm tính từ hoặc động từ cụm động từ còn riêng kiểu câu thứ ba ai là gì lại có một cái đặc điểm khác hẳn đó là có từ là kết hợp với danh từ hoặc một cụm danh từ để giúp cho các em nắm kỹ hơn về ba kiểu câu chúng ta hãy đến với một bài tập sau đây hãy xếp các câu sau đây thành ba nhóm câu kể a mưa rất to b xe cộ chạy tấp nập trên đường c tuấn là học sinh lớp năm d mai chạy xe đạp e mẹ của hà là bác sĩ g Rê. chú gà trống gáy vang cả xóm các em hãy suy nghĩ và xếp vào ba nhóm nhé à các em hãy đối chiếu kết quả của mình với đáp án của thầy nào Câu kể ai làm gì là câu D, mai chạy xe đạp. Câu G. chú gà trống gáy vang cả xóm. Câu kể ai thế nào là câu A, mưa rất to. B, xe cộ chạy tấp nập trên đường. Câu kể ai là gì là câu C, Tuấn là học sinh lớp 5. E, mẹ của Hà là bác sĩ. Các em biết không, trong một câu thì ngoài chủ ngữ là thành phần chính, khi chúng ta muốn mở rộng, chúng ta có thể thêm thành phần phụ. Thì thành phần phụ đó là gì? Thầy sẽ giới thiệu với các em cùng ôn lại trong phần tiếp theo. Đó là các trạng ngữ. Thầy mời các em xem qua ví dụ sau đây. Ngoài sân, các bạn đang làm lễ chào cờ. Như vậy từ ngoài sân là thành phần phụ làm trạng ngữ trong câu. Trạng ngữ này các em đã được học lớp 4 rồi đấy. Đó là trạng ngữ gì? Đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn các em ạ. À. Để đặt câu hỏi tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn thì chúng ta phải đặt câu hỏi ra sao? Các em cần sử dụng từ ở đâu để đặt câu hỏi tìm trạng ngữ, ví dụ nhé. Các bạn đang làm lễ chào cờ ở đâu? Như vậy câu trả lời tìm được là ngoài sân. Như vậy chúng ta đã tìm ra được trạng ngữ chỉ nơi chốn rồi đấy các em chúng ta đến với ví dụ tiếp theo sáng sớm em tập thể dục 5 giờ chiều mẹ về tới nhà hai trạng ngữ sáng sớm và 5 giờ chiều thuộc về trạng ngữ nào các em đó chính là trạng ngữ chỉ thời gian để đặt câu hỏi tìm trạng ngữ chỉ thời gian các em cần lưu ý chúng ta đặt câu hỏi khi nào mấy giờ hãy mời các em đến với ví dụ tiếp theo vì kẹt xe Hoa đến lớp muộn. Nhờ học hành chăm chỉ, Hoa đã tiến bộ nhiều. Tại đến trễ, Long đã lỡ chuyến xe. Với ba thành phần trạng ngữ: vì kẹt xe, nhờ học hành chăm chỉ, tại đến trễ, các em còn nhớ trạng ngữ này chỉ gì không? Đó chính là trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Và muốn đặt câu hỏi tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân, các em có thể sử dụng vì sao, nhờ đâu, tại đâu. Tiếp theo, thầy mời các em đến với ví dụ. Để có sức khỏe tốt, em luyện tập thể thao. Vì đồng đội, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Trạng ngữ để có sức khỏe tốt, vì đồng đội, đó chính là trạng ngữ chỉ mục đích mà các em đã được học lớp 4. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra để tìm trạng ngữ, các em có thể dùng như sau. Ví dụ Em luyện tập thể thao để làm gì? Chúng ta sẽ cố gắng hết sức vì cái gì? À, như vậy thì chúng ta sẽ xác định ngay trạng ngữ có trong câu. Và chúng ta đến ví dụ cuối cùng. Bằng giọng hát hay, Thu đã giành giải nhất cuộc thi hát. Với tư duy sáng tạo, Nam đã thuyết phục ban giám khảo. Vậy trạng ngữ bằng giọng hát hay với tư duy sáng tạo đó là trạng ngữ chỉ gì? Đó là trạng ngữ chỉ phương tiện đấy các em. Và trạng ngữ phương tiện này chúng ta có thể sử dụng câu hỏi bằng cái gì với cái gì để đặt câu hỏi tìm ra trạng ngữ. Vừa rồi thầy vừa ôn lại cho chúng ta năm loại trạng ngữ mà các em đã học ở lớp 4, đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích và trạng ngữ chỉ phương tiện. Vậy thì tùy theo từng câu, tùy theo từng mục đích mà chúng ta có thể sử dụng trạng ngữ để chúng ta diễn đạt ý tưởng của mình các em nhé. Để các em có thể nắm vững hơn phần làm tìm trạng ngữ trong câu thì chúng ta cùng đến với bài tập sau đây. Hãy nối trạng ngữ ở cột A với câu ở cột B cho phù hợp. A à, Các trạng ngữ như sau: ngoài sân, cuối tuần này, nhờ tập luyện muốn học giỏi với số tiền tiết kiệm và b các câu như sau bố sẽ đi công tác các em phải cố gắng học hành nam đã mua được chiếc xe đạp các bạn đang thi đấu bóng rổ hùng đã giành giải nhất môn cầu lông vậy các em hãy suy nghĩ xem những trạng ngữ ở cột a sẽ kết hợp như thế nào cho phù hợp với các câu ở cột b các em có 5 giây suy nghĩ À, như vậy các em hãy đối chiếu phần bài làm của mình với đáp án của thầy nhé. Ngoài sân, các bạn đang thi đấu bóng rổ. Cuối tuần này, bố sẽ đi công tác. Nhờ tập luyện, Hùng đã giành giải nhất môn cầu lông. Muốn học giỏi, các em phải cố gắng học hành. Với số tiền tiết kiệm, Nam đã mua được chiếc xe đạp. Thế các em qua bài tập vừa rồi các em có nhận ra được mỗi loại trạng ngữ ở cột a nêu lên điều gì hay không? thầy xin nhắc lại với các em như sau: ở trạng ngữ ngoài sân đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn; cuối tuần này là trạng ngữ chỉ thời gian; nhờ tập luyện là trạng ngữ chỉ nguyên nhân; muốn học giỏi là trạng ngữ chỉ mục đích; và với số tiền tiết kiệm là trạng ngữ chỉ phương tiện. À, vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc phần ôn tập về các kiểu câu cũng như trạng ngữ, các em hãy ôn lại ba bài tập đọc của tuần 29, 30, xem lại ba kiểu câu kể, ai làm gì, ai thế nào, ai là gì và năm loại trạng ngữ, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích và trạng ngữ chỉ phương tiện. Ngoài ra các em cần chuẩn bị bài sau, ôn tập cuối học kỳ 2, tiết 3 và tiết 4 thầy chúc các em học thật tốt hẹn gặp lại các em trong lần phát sóng tiếp theo thầy chào tạm biệt các em